phương tiện nối đuôi nhau tại trạm BOT Pháp Vân Cầu Rẽ để ra vào thủ đô sau gần 2 tháng mắc kẹt vì giãn cách xã hội. Theo công an Hà Nội, lượng phương tiện đổ về thành phố tăng hơn 3 lần so với thời điểm trước giãn cách. Sau khi Hà Nội áp dụng biện pháp phòng dịch theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 21 tháng 9, nhiều người dân sau 2 tháng ai ở đâu ở yên đó này đã bắt đầu quay trở lại cũng như rời thủ đô. Ghi nhận trong sáng 23 tháng 9, tại trạm BOT Pháp Vân Cầu Rẽ, cửa ngõ thủ đô hướng ra các tỉnh thành phía Nam, lượng người và phương tiện đổ về đây tương đối đông. Hàng dài xe xếp hàng chờ làm thủ tục ra vào thủ đô. Được biết, người dân muốn ra vào Hà Nội cần phải có giấy tờ tùy thân. Giấy xét nghiệm RT-PCR âm tính với COVID-19 có giá trị trong 72 giờ. Giấy xác nhận ra vào Hà Nội. Khi qua chốt kiểm soát, các phương tiện đủ điều kiện sẽ vào khai báo y tế để tiếp tục hành trình. Đối với các phương tiện không đủ điều kiện sẽ buộc phải quay đầu. Theo ghi nhận, sáng cùng ngày đã có hàng chục phương tiện phải quay xe vì không đáp ứng được các điều kiện. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Hà Nội, cho rằng Hà Nội đang trong lộ trình nới lỏng, do đó không thể bắt tất cả mọi người ở nhà như trước, nhưng cần có biện pháp chủ động để hạn chế và kiểm soát chặt nguy cơ. Theo đó, thì Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng kiến nghị Hà Nội nên sớm triển khai phương án thẻ xanh COVID-19, bởi theo vị chuyên gia truyền nhiễm, thẻ xanh là phương pháp giúp kiểm soát việc ra đường, sinh hoạt và làm việc của người dân dựa trên các bằng chứng khoa học đã được công nhận. Đồng thời, việc áp dụng thẻ xanh sẽ giúp thúc đẩy nhanh lộ trình mở cửa trở lại. Thực tế, từ nhiều nước châu Âu đã trải qua thời gian dài giãn cách xã hội và dần mở cửa trở lại đã cho thấy tính hiệu quả của thẻ xanh COVID-19. Những trường hợp nên cấp thẻ xanh là người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh, người đã được tiêm vaccine đủ 2 mũi, người có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 test nhanh hoặc RT-PCR âm tính trong vòng 72 giờ. Ông Hùng nói, Việc cấp thẻ xanh COVID-19 này sẽ giúp xác định những người có ít nguy cơ nhất làm lây nhiễm cho người khác, qua đó cho phép họ được tự do hơn trong việc đi lại, làm việc hay tham gia hoạt động ở những khu vực có nguy cơ cao như nơi đông người, siêu thị, nhà hàng, quán bar, nhà thi đấu thể thao, xe buýt, máy bay, nhà máy. Ở thời điểm hiện tại, cần sớm có biện pháp kiểm soát bằng thẻ xanh, chứ chưa thể trông chờ hoàn toàn vào khuyến cáo 5K và ý thức của người dân. Trong lộ trình tiêm chủng vaccine COVID-19, phải đến khi 80-90% người dân, bao gồm cả trẻ em, được bao phủ vaccine, chúng ta mới dỡ bỏ thẻ xanh. Và chung sống với dịch bằng 5K, Phó Giáo sư Hùng nhấn mạnh, cân nhắc các hệ quả xảy ra khi áp dụng thẻ xanh liên quan đến đề xuất này phó giáo sư tiến sĩ hoàng đức hạnh nguyên phó giám đốc sở y tế hà nội cho rằng hiện bộ y tế chưa chỉ đạo nhưng thành phố cần cân nhắc kỹ vì người tiêm mới được giảm nguy cơ nặng lên khi mắc bệnh chứ vẫn còn nhiễm virus và truyền cho người khác nên nếu để họ tiêm rồi đi lại tự do không có điều kiện đi kèm sẽ nhiều rủi ro theo nguyên phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, sau 2 tháng nữa, khi người dân Hà Nội tiêm xong mũi 2 sẽ khác, vì thế cần cân nhắc tính toán kỹ các hệ quả xảy ra khi áp dụng thẻ xanh, vì hiện nay vẫn yêu cầu người dân không có việc cần thiết không phải ra đường, không kiểm tra giấy đi đường. Tiến sĩ Hoàng Đức Hạnh nhấn mạnh Đồng tình với quan điểm này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết thêm, có những loại vaccine khác khi tiêm hai mũi thì có miễn dịch gần như 100%, như là vaccine sởi thì miễn dịch 99% và miễn dịch suốt đời, bại liệt cũng vậy. Tuy nhiên, vaccine COVID-19 được phê duyệt trong trường hợp khẩn cấp, miễn dịch chưa xác định rõ vì có vaccine lúc đầu tiên công bố hiệu quả trên 90%, nhưng sau một thời gian lại nói rằng hiệu quả miễn dịch giảm theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu ở hà nội nếu mở cửa người dân ở các tỉnh vào chưa được tiêm mang lại virus và lây cho người già người bệnh nền hiện bộ y tế đang xem xét xin ý kiến để có hướng dẫn cho người đã tiêm chủng và xin ý kiến để nằm trong tổng thể chung giữa các tỉnh có tỷ tỉ lệ tiêm chủng cao với tỉnh tiêm thấp giữa nhóm cộng đồng tiêm cao với nhóm tiêm thấp phải hết sức lưu ý nơi nào có tỷ lệ cao cũng phải nằm trong tổng thể cả nước đặc biệt lưu ý với người già bệnh nền trẻ em Đặc biệt nếu tiêm chủng một mũi thì không có ý nghĩa gì khi cấp thẻ xanh. Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cấp thẻ xanh do tình hình quá bức xúc về kinh tế, an sinh xã hội. Còn Hà Nội không nên nóng vội vì phải giữ thành quả chống dịch. Nếu không có thể lây cho trẻ em khi đi học trở lại, người già có bệnh nền sẽ rất khó khăn. Ông Phu nhấn mạnh. Một lần nữa, ông Phu nhấn mạnh Hà Nội không nên nóng vội trong việc cấp thẻ xanh, tỷ lệ tiêm một mũi chưa cao, miễn dịch chưa có. Đề nghị Hà Nội tiếp tục tiêm mũi 2 cho đạt tỷ lệ cao, tiêm làm sao đạt được tất cả người dân trên địa bàn thành phố để đạt được miễn dịch cộng đồng. Ông Phạm Mạnh Cường, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương cho biết, hiện tỉnh vẫn kiểm soát chặt chẽ người từ nơi khác vào, đặc biệt là các địa phương đang thực hiện chỉ thị 15-16. Cụ thể, người từ các địa phương khác vào tỉnh, kể cả người Hải Dương trở về từ tỉnh ngoài, phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ. Trường hợp đặc biệt phải báo cáo ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh. Với những người đến hoặc về từ Hà Nội đang áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, khi đi vào tỉnh phải thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày, thực hiện xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ 7 và ngày thứ 14. Riêng đối với những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú trong 7 ngày, kể từ ngày đến hoặc về địa phương. Thực hiện xét nghiệm 2 lần vào ngày đầu và ngày thứ Bảy, kể từ ngày đến hoặc về địa phương. Kể cả người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 theo quy định, khi vào tỉnh Hải Dương vẫn phải có phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR trong vòng 72 giờ, ông Cường lưu ý. Còn tại Hải Phòng, người đến từ Hà Nội đến Hải Phòng phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ, cách ly tại nhà 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 14. Với tỉnh Hưng Yên, ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, người Hà Nội vào tỉnh phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ hoặc test nhanh trong vòng 48 giờ, giấy xác nhận tiêm hai mũi vaccine phòng COVID-19, thực hiện việc khai báo y tế và thực hiện 5 k Bên cạnh đó, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, tỉnh đang giao cho ngành y tế nghiên cứu chỉ đạo chung của Chính phủ, Bộ Y tế về tình hình dịch bệnh ở các tỉnh thành để có biện pháp phù hợp hơn. Địa phương mong muốn có thông báo về quản lý người ra khỏi Hà Nội như thế nào, đối tượng nào được ra, các điều kiện ra như thế nào, từ đó mới có biện pháp phù hợp, ông Tùng nói. Hiện tại, theo quy định hiện hành, người từ Hà Nội vào Thanh Hóa phải có kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc PCR trong vòng 72 giờ. Với người có xác nhận tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc được công bố khỏi bệnh COVID-19, thực hiện việc theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày, tổ chức xét nghiệm 2 lần. Với người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine thì thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày kể từ khi ngày về địa phương thực hiện xét nghiệm 3 lần, người cách ly phải tự chi trả các chi phí liên quan, kết thúc thời gian cách ly y tế, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 14 ngày. Theo ông Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, địa phương này chưa có chủ trương đón công dân từ Hà Nội về. Trong khi đó, lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, đối với những công dân trở về từ vùng có dịch, nếu chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ hai liều vaccine thì phải cách ly tập trung 14 ngày, sau đó cách ly tại nhà 7 ngày và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà thêm 7 ngày. Đối với người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine thì cách ly tại nhà 7 ngày, sau đó tiếp tục theo dõi y tế tại nhà thêm 7 ngày. Ông Đặng Thanh Tùng, tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, tất cả công dân địa phương trở về từ vùng có dịch, trong đó có Hà Nội, đều phải thực hiện theo đúng quy định chung của Bộ Y tế. Ông Đỗ Đức Lưu, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cho biết, Nam Định tiếp tục tạm dừng tiếp nhận người dân trở về từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Với Hà Nội, do đã chuyển sang chỉ thị 15, người từ Hà Nội về nếu đã tiêm đủ hai mũi vaccine sẽ phải cách ly một tuần. Người Hà Nội muốn vào tỉnh Vĩnh Phúc phải có xét nghiệm SARS-CoV-2 test nhanh kháng nguyên hoặc là RT-PCR âm tính trong vòng 72 giờ Người đã được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 có chứng nhận trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng tính đến thời điểm về tỉnh, hoặc là người từng bị nhiễm đã được điều trị bệnh khỏi COVID-19, có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 mẫu đơn không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến hoặc về tỉnh, và có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện. Phải thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày kể từ ngày về địa phương thực hiện xét nghiệm ít nhất 2 lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy. Đối với những người chưa tiêm hoặc là chưa tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, phải thực hiện cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú 14 ngày, xét nghiệm ít nhất 3 lần vào ngày thứ 4, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 trong thời gian cách ly. Kết thúc thời gian cách ly y tế, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày tiếp theo. Còn tại tỉnh Phú Thọ, Quy định chung đối với tất cả những người ngoài tỉnh vào địa phương là phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ. Đối với cán bộ, công nhân người lao động đang làm việc tại các cơ quan hành chính doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có địa chỉ thường trú ngoại tỉnh, tỉnh Phú Thọ khuyến khích các cơ quan hành chính doanh nghiệp bố trí cho người lao động lưu trú tại địa bàn tỉnh trong thời điểm hiện nay. Trong trường hợp cán bộ, công nhân người lao động không thể lưu trú tại tỉnh Phú Thọ thì cơ quan hành chính doanh nghiệp liên hệ cơ quan y tế đủ điều kiện để thực hiện xét nghiệm RT-PCR cho các đối tượng này với tần suất là 3 ngày một lần theo phương pháp gộp mẫu để đảm bảo các điều kiện vào tỉnh theo quy định. Đối với phương tiện vận tải hàng hóa đăng ký cấp thẻ nhận diện có mã QR luồng xanh với Sở Giao thông Vận tải các tỉnh thành phố Phú Thọ yêu cầu lái xe và người đi cùng trên xe phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên trong thời gian là 72 giờ khi vào địa bàn tỉnh, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Còn tại tỉnh Yên Bái, Ngày 21 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái có văn bản hướng dẫn người dân di chuyển từ vùng có dịch trở về địa bàn tỉnh. Theo đó, Yên Bái tiếp tục yêu cầu tất cả người dân đến hoặc về tỉnh Yên Bái, trong đó có người từ thành phố Hà Nội về, phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR chưa quá 72 giờ hoặc test nhanh kháng nguyên chưa quá 24 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu. Trường hợp không có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 thì yêu cầu phải thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên tại các chốt kiểm dịch y tế và phải tự chi trả chi phí xét nghiệm. Ngoài ra, người từ Hà Nội về hoặc đến tỉnh Yên Bái nếu đã tiêm đủ hai liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, phải thực hiện cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú 7 ngày, sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Trong trường hợp chưa tiêm hoặc là tiêm chưa đủ hai liều vaccine phòng COVID-19 hoặc là tiêm liều thứ hai chưa đủ 14 ngày, thì phải thực hiện cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú 14 ngày, sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày tiếp theo. Ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, hiện tại Hà Nội đang có những điều chỉnh trong biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo hướng linh hoạt, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn. Tại các chốt cửa ngõ thủ đô, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo lực lượng thanh tra kiểm tra kỹ lưỡng. Khi quét mã, các phương tiện và người lái nếu giấy tờ hợp lệ sẽ được qua ngay chốt, nếu giấy tờ không đúng quy định thì kiên quyết yêu cầu quay đầu. Ông Viện cũng cho biết, nếu sau ngày 21 tháng 9, Hà Nội nới lỏng một số hoạt động, dịch vụ, thì đơn vị cũng tập trung xây dựng phương án để mở lại các loại hình vận tải hành khách công cộng và liên tỉnh theo từng giai đoạn phù hợp với các quy định về kiểm soát dịch bệnh. Thành phố sẽ tạo điều kiện cho người lao động trở lại thành phố làm việc trên cơ sở tuân thủ các quy định phòng chống dịch. Trong đó, người ở tỉnh thành khác vào Hà Nội làm việc, lao động trong các cơ quan đơn vị doanh nghiệp được phép hoạt động thì cần phải có giấy xác nhận của cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Bên cạnh giấy tờ theo quy định người dân cần phải có kết quả xét nghiệm âm tính bằng PCR có giá trị trong vòng 3 ngày. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đang xây dựng Bộ Tiêu chí An toàn phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sau khi thành phố nới lỏng giãn cách kể từ ngày 21 tháng 9 tới đây. Việc này cũng góp phần giúp cho người lao động tại các xí nghiệp xe buýt được quay trở lại làm việc, ổn định cuộc sống. Theo một cán bộ của Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Ngày đầu tuần, làm việc ngày hôm nay 20 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông được tăng cường để điều tiết tránh ùn ứ của các phương tiện đi lại trong các giờ cao điểm. Sau ngày 21 tháng 9, khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có văn bản chỉ đạo mới, Phòng Cảnh sát Giao thông và các lực lượng công an sẽ thực hiện và có công tác kiểm soát giao thông mới. Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục thực hiện theo văn bản chỉ đạo của thành phố. Hiện tại, 23 chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở cửa ngõ thủ đô vẫn được duy trì. Ngoài ra, còn có 12 tổ cơ động mạnh tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm về phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các vi phạm pháp luật khác. Tại các chốt kiểm soát cửa ngõ này, lực lượng chức năng vẫn đang áp dụng kiểm soát người ra vào thành phố theo văn bản số 2434 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Người ra và vào Hà Nội đều phải có giấy tờ tùy thân, kết quả xét nghiệm âm tính virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR có giá trị trong vòng 3 ngày và giấy đi đường hoặc giấy xác nhận ra vào Hà Nội để thực hiện nhiệm vụ công vụ và chống dịch. Đối với cán bộ nhân viên người lao động có địa chỉ thường trú tại Hà Nội làm việc trên địa bàn tỉnh thành phố khác, khi qua chốt kiểm soát cả chiều đi lẫn chiều về đều phải xuất trình giấy xác nhận là cán bộ, công nhân, người lao động của cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố đó và giấy xác nhận của chính quyền nơi cư trú tại Hà Nội theo mẫu Đối với người ở tỉnh thành phố khác đưa đón bệnh nhân khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội, lễ tang đi sân bay Nội Bài để công tác, kể cả người đưa đón cần phải xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy xét nghiệm PCR âm tính, hộ chiếu, vé máy bay. Đối với bệnh nhân vào Hà Nội khám bệnh và xuất viện ra khỏi Hà Nội phải có hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện, lịch trình vào ra, địa điểm xuất phát, nơi đến để kiểm soát quá trình tham gia lưu thông trên địa bàn thành phố. Đối với các trường hợp người dân đi ra khỏi thành phố trước ngày 24 tháng 7 năm 2021, thời điểm ban hành chỉ thị số 17 muốn quay trở lại Hà Nội, các trường hợp người buôn bán hàng hóa thiết yếu từ các địa phương, tỉnh thành khác vào Hà Nội. Cần phải chuẩn bị căn cước công dân, các loại giấy tờ chứng minh việc buôn bán, giấy xét nghiệm PCR âm tính có giá trị trong vòng 3 ngày. Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có chỉ đạo từ 12 giờ ngày 16 tháng 9, 19 quận, huyện, thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng kể từ ngày 6 tháng 9, thời điểm thực hiện chỉ thị số 20 của thành phố Hà Nội được nới lỏng giãn cách xã hội, mở lại một số hoạt động kinh doanh. Tại 19 quận, huyện, vùng xanh này, cơ quan chức năng không kiểm soát giấy đi đường của người tham gia giao thông. Cũng từ chiều 16 tháng 9, 39 chốt trực của Công an thành phố Hà Nội đã được dỡ bỏ không kiểm soát giấy đi đường ở vùng xanh. Những chức năng vẫn đang áp dụng kiểm soát người ra vào thành phố theo văn bản số 2434 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Người ra và vào Hà Nội đều phải có giấy tờ tùy thân, kết quả xét nghiệm âm tính virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR có giá trị trong vòng 3 ngày và giấy đi đường hoặc giấy xác nhận ra vào Hà Nội để thực hiện nhiệm vụ công vụ và chống dịch. Đối với cán bộ nhân viên người lao động có địa chỉ thường trú tại Hà Nội làm việc trên địa bàn tỉnh thành phố khác khi qua chốt kiểm soát cả chiều đi lẫn chiều về đều phải xuất trình giấy xác nhận là cán bộ, công nhân, người lao động của cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố đó và giấy xác nhận của chính quyền nơi cư trú tại Hà Nội theo mẫu. Đối với người ở tỉnh thành phố khác đưa đón bệnh nhân khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội, lễ tang đi sân bay nội bài để công tác, kể cả người đưa đón cần phải xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy xét nghiệm PCR âm tính hộ chiếu, vé máy bay. Đối với bệnh nhân vào Hà Nội khám bệnh và xuất viện ra khỏi Hà Nội phải có hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện, lịch trình vào ra, địa điểm xuất phát, nơi đến để kiểm soát quá trình tham gia lưu thông trên địa bàn thành phố. Đối với các trường hợp người dân đi ra khỏi thành phố trước ngày 24 tháng 7 năm 2021, thời điểm ban hành chỉ thị số 17 muốn quay trở lại Hà Nội, các trường hợp người buôn bán hàng hóa thiết yếu từ các địa phương, tỉnh thành khác vào Hà Nội cần phải chuẩn bị căn cước công dân, các loại giấy tờ chứng minh việc buôn bán, giấy xét nghiệm PCR âm tính có giá trị trong vòng 3 ngày. Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có chỉ đạo từ 12 giờ ngày 16 tháng 9, 19 quận, huyện, thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng kể từ ngày 6 tháng 9, thời điểm thực hiện chỉ thị số 20 của thành phố Hà Nội được nới lỏng giãn cách xã hội, mở lại một số hoạt động kinh doanh tại 19 quận huyện vùng xanh này, cơ quan chức năng không kiểm soát giấy đi đường của người tham gia giao thông. Cũng từ chiều 16 tháng 9, 39 chốt trực của công an thành phố Hà Nội đã được dỡ bỏ không kiểm soát giấy đi đường ở vùng xanh.